Vâng, xin chào tất cả các bác. Và ngày hôm nay em Biên sẽ đưa đến tất cả các bác đi tham quan cái cơ sở 3 của cơ sở nhà em. Đây tổng diện tích là gần 2.000 m². Và cơ sở bên em vừa làm xong, tất cả nó đều bài bản theo đúng quy trình để làm ra những cái sản phẩm rất là đẹp để đến tận tay các bác. Thì nếu các bác nào mà có thắc mắc ở trong một cái xưởng gỗ sơn hoàn thiện đẹp để phục vụ các bác thì nó đẹp, nó có những cái gì, thì các bác hãy mời các bác đi theo em. Đây là cơ sở 3 của nhà em các bác nhá. Đây thì thưa các bác, trong đây là cái khuôn viên cơ sở nhà em, đây là khu này các bác ạ. Khu cơ sở bên em là để mộc và làm nguội nha các bác nhá. Đây là khu làm nguội này, tức là thợ thuyền sẽ trà lu sửa tỉa nạo tất cả các sản phẩm mộc cho nó lét căng để chuyển sang khâu giấy giáp các bác nhá. Rất nhiều sản phẩm mộc hiện tại đây là tất cả đều khách hàng của nhà em đều đã đặt hàng rồi các bác nhá. Tất cả đều đã đặt hàng rồi và chờ đến ngày em hoàn thiện xong để em bàn giao thôi. Các bác có thể thấy cơ sở nhà em làm rất nhiều sản phẩm để có thể là phục vụ các bác, và mẫu mã thì cực kỳ đa dạng. Gần đây thì em giới thiệu qua các bác, đây tiện thể luôn, đây bộ cột 20 đây các bác nhá. Đây có một bộ cột 20 đây các bác ạ. Bộ cột 20 này thì em đang hoàn thiện cho anh Tùng ở Bà Rịa Vũng Tàu các bác nhá. Anh đặt bộ Minh Quốc Voi Chiến cột là cột 20, 10 món giao về Vũng Tàu. Thì chắc tuần sau thì em sẽ giao đến tận nhà anh Tùng và em sẽ làm một video gửi đến các bác. Thì các bác hãy nhớ là đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để xem những video mới nhất của nhà em nhé các bác nhá. Đây tiếp theo đây em xin giới thiệu các bác này. Các bác nhìn cái xưởng cơ sở nhà em này rất là rộng, rất là nhiều sản phẩm đây các bác nhá. Đấy, rất là nhiều sản phẩm để các bác có thể theo dõi. Đấy, nếu các bác nào mà lăn tăn mà muốn xem mộc để đảm bảo là chất lượng hàng nó yên tâm và xem được gỗ thì các bác đến với nhà em thì rất nhiều mộc các bác nhá, rất nhiều sản phẩm gỗ để các bác có thể xem được từ mộc. Đấy, và đây là khu vực cơ sở nhà em làm lót các bác nhá. Đấy, bên em sẽ đánh giáp ở khu vực này. Ở đây là hiện tại là nhà em đang có bộ rồng đỉnh chất liệu gỗ hương đá em làm cho chị Lan ở Thái Nguyên, và chuẩn bị cơ sở nhà em đã đánh giáp đây các bác nhìn này. Các cái đường nét hoàn thiện nhà em làm các bác nhìn này, rất là tinh kỹ này, nét căng luôn. Và cái bộ rồng đỉnh gỗ đá này thì chị Lan đặt nhà em từ năm ngoái các bác nhá, thì em đã sơn xong hoàn thiện. Đây ở bên này thì đó là bên phần cơ sở nhà em là full nót đấy. À đây, em mời các bác đi ra ngoài này trước nhá. Ngoài này đi. Đây tầm này, ở đây là khu cơ sở nhà em là tỉa gọt các bác nhá. Lạo gọt, tỉa gọt. Thì bình thường thì nhà em tầm độ 10-15 thợ, tầm này là đến giờ nghỉ làm rồi, nên là mọi người đã về gần hết rồi. Thì ở đây là cơ sở bên em sẽ là lạo gọt, làm tinh, làm nét các cái đường nét khi đã giấy giáp xong rồi. Và cơ sở nhà em còn làm tỉa tót lại tất cả những đường nét lớn bé các nhau, để có thể làm lên một sản phẩm nó đẹp và nó không có lỗi, không có lông lá các bác nhá. Tất cả các đường nét đều được làm rất là tỉ mỉ, từng cái lịch kỹ, từng cái nét một các bác nhá. Bình thường thì nếu các bác xem những sản phẩm trên thị trường thì người ta chỉ đánh máy xong mà người ta thôi, người ta không xử lý nữa, người ta sơn luôn. Nhưng mà nhà em làm đầy đủ các bước đấy, từng bước một, và được thiết kế rất là bài bản ở trong cái khuôn viên là hơn 1.000 m² như này các bác nhá. Khu vực này nha các bác nhá, khu vực này thì nhà em làm là khu vực full lót, tức là sơn các lớp lót lên để nó kín mịn các cái tom gỗ các bác nhá. Các cái tom gỗ này nó khi làm mộc thì tom nó to, và khi mình hoàn thiện lên ấy, thì tom nó sẽ mịn hơn và nó lì hơn, để đảm bảo khi đến lúc mình sơn cái nước BU cao cấp BUM O7 O7 loại 1 chống xước, thì để cho đảm bảo là nó phẳng, nó mịn, các bác nhìn nó như mặt nước các bác nhá, rất là đẹp. Và cơ sở bên em làm đảm bảo tất cả đều là 7 lớp sơn các bác, 3 lớp lót, 2 lớp màu bóng, là 7 lớp sơn để đảm bảo cho hàng nó đảm bảo chất lượng như các bác xem ở các cái video hoàn thiện của nhà em. Đây là vòng full lót đây các bác nhìn này. Full lót nhà em thì cũng được làm rất là bài bản, máy móc được đầu tư rất là xịn to các bác nhá. Bây giờ cái máy phun người ta làm một bé tẹo thôi, nhà em làm cái máy phun nó to tận 10 kg các bạn, máy phun tận 10 kg. Đây, và đây tiếp theo em giới thiệu các bác tiếp.
đây chính là nơi các bác thắc mắc. Đây để em giới thiệu các bác, ở đây là một điều rất đặc biệt đây. Nếu bình thường các bác để ý người ta sẽ làm là đánh cái giáp này, trà lu, có thể là đánh cái giáp trà lu ngay ở trong phòng phun, tại vì diện tích nó khó hạn. Nhưng mà nhà em thì là làm rất bài bản chuyên nghiệp. Em trà lu ở một chỗ này, tất cả quật cái giáp trà lu nó không liên quan gì đến phòng phun bóng. Đấy, nên hiện tại đây nhà em có phòng phun bóng riêng. Đây nó rộng vào tầm 150m² các bác nhá. Đây, nếu bác để đấy phòng phun màu bóng của nhà em đây. Đấy, khu vực sơn BU đây, các bác nhìn này, cơ sở bên em ghi rất là rõ ràng là ở trong này thì nó rất là rộng rãi và đảm bảo là vệ sinh, nó sẽ không bị ảnh hưởng từ các cái bụi, từ thợ trà, thợ quật, thợ lạo vào cái phòng phun này, thì nó sẽ làm nó giảm cái lượng bụi sạn lên mặt bàn, mặt ghế, mặt toản và lên các sản phẩm hoàn thiện xong. Đấy, thì đảm bảo là khách hàng nhận được cái sản phẩm nó ưng ý nhất, nó đẹp nhất thì thôi. Thì cơ sở bên em đầu tư riêng luôn phòng phun. Bình thường là người ta làm đủ các khâu ở trong một cái diện tích chỉ tầm 120m như này thôi. Nhưng mà nhà em làm đủ 150m để cho chỉ có phun màu bóng để phục vụ các bác cho đẹp thôi. Đây, trong này là những sản phẩm là tối ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay nhà em sẽ sơn. Đây, cái kệ cột nho siêu dày này. Một bộ đào dày này, một bộ voi. Đấy, và rất nhiều sản phẩm tối ngày hôm nay em sẽ ra lò. Và ngày mai em bắt đầu lại xong và để đi bàn giao lại cho những người khách đã mua và ký tên vào sản phẩm rồi. Và những cái khách hàng nào, những sản phẩm nào là cơ sở trưng bày của em mà khách hàng muốn lấy luôn thì em cũng sẽ phục vụ luôn ở trên cơ sở trưng bày. Thì cơ sở trưng bày thì các bác quá quen rồi đúng không các bác? Đấy, vừa rồi thì em đã giới thiệu cho các bác toàn bộ cái khu sản xuất cơ sở 3 của cơ sở nhà em. Đấy, đây các bác còn nhìn thấy cái cơ sở nhà em đây. Tất cả đây, đây là khâu cuối các bác nhé. Khi sơn BU màu bóng rồi các bác nhé, khi bắt đầu xuất hàng thì cơ sở với em sẽ có bộ phận kỹ thuật để kiểm tra rất là kỹ càng từ A đến Z, để có lỗi lầm gì hay bất cứ cái gì mà chưa đảm bảo tiêu chuẩn của cơ sở bên nhà em thì cơ sở với em sẽ phải xử lý lại từ đầu cho nó đẹp long lanh luôn. Bắt đầu với được bàn giao thì bắt đầu sẽ chuyển đến tận tay nhà quý vị khách hàng để các bác xem một các video khác của nhà em. Đấy, còn bây giờ thì em đã giới thiệu cho bác xong hết rồi. Thì các bác thấy cái cơ sở này, nó cơ sở 3 nhà em, nó có gì cần phải cải tiến, cần gì phải làm tốt hơn thì các bác hãy comment nghe ở phía dưới để nhà em có thể là điều chỉnh để làm ra cái sản phẩm tốt hơn, đẹp hơn để phục vụ tất cả quý khách hàng. Và mọi người hãy nhớ, muốn xem bất cứ video gì về đồ gỗ, về kiến thức đồ gỗ hay là cái gì chưa hiểu về sản phẩm thì các bác hãy cứ comment phía dưới, em sẽ làm video để phục vụ tất cả các bác, để cho các bác có thể thành một nhà tiêu dùng thông thái hoặc là một chuyên gia đồ gỗ, cho dù các bác không cần phải làm đồ gỗ các bác nhé. Còn bây giờ thì em Biên xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Xin chào.